Rồi đến thì lại lên giới thiệu với anh em một cây si đồng tiền rất đẹp nha quý anh em. Dòng này si đồng tiền này anh em tìm rất hiếm nha, anh em thử tìm trên mạng thôi nha. Nó là dòng mà si Đài Loan hàng nhập không nha. Mà khi mình may mắn thì được một vài anh em ta chia cũng được cây. Okay. Lên cho anh em xem, đặc điểm của cây này thì lá rất tròn và đẹp. Và hầu như ít khi rụng lá lắm quý anh em, mà nó trái thì là quanh năm luôn. Anh em coi nè ha. Trái quanh năm luôn nha anh em ha, trái quanh năm luôn nha quý anh em, rất là đẹp ha. Thân pháp thì rất là bài bản luôn, được chưa? Trái này thấy không anh em, thấy không? Ở đây quanh năm luôn quý anh em, chín nó đỏ điên, nó ra miết gì đó, cứ hết lớp này thì nó sẽ ra lớp khác, hết lớp này nó sẽ ra lớp khác, hầu như làm bánh tay rất là bài bản đây. Anh em yêu thích cái tác phẩm này alo cho mình nha, với số điện thoại alo 0932411987 anh em coi nè, thấy không? Trái này chi chít luôn. Đó, cây này anh em tìm hiểu thử nha. Cây này là si đồng tiền, người ta có cây khủng, hàng khủng là hàng nhập về từ Đài Loan không nha quý anh em. Người ta không có hàng lễ tỷ chút chút vài cây đâu. Anh em tìm hiểu thử ha, dòng si đồng tiền này nha. Rất đẹp. Chỉ có một cây duy nhất thôi. Bác nào nhờ ý giao lưu alo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987, cây rất là to luôn. Tính từ mặt chậu trở lên là ai? Zin nha, không. Cây zin rất đẹp nha. Thì tính từ mặt chậu tâm chậu trở lên đây nè. Ôm trên cục đế luôn, tính từ tâm chậu mặt chậu trở lên đây. Thì 40 cây chậu luôn 60, tại ngang nó 60 nha quý anh em. Rồi cảm ơn quý anh em nhu cầu giao lưu alo số điện thoại Zalo 0932411987.